Thưa quý vị, liên quan đến tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các địa phương chủ động công bố thông tin về COVID-19 trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Theo đó, Bộ Y tế giao cho các cơ quan chức năng chủ động công bố số ca mắc mới COVID-19, ca đang điều trị, ca khỏi bệnh, ca tử vong trong ngày và cộng dồn từ đầu dịch qua cổng thông tin chính thức của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch và các phương tiện thông tin đại chúng địa phương, và thời điểm công bố hàng ngày vào 6 giờ và 18 giờ.